thay vì sử dụng giấy in. Cuộc tổng điều tra dân số và nhà ở lần này, 100% điều tra viên đều sử dụng phương pháp điều tra bằng phiếu điện tử thông qua phần mềm Capi được cài đặt sẵn trên điện thoại thông minh. Với phần mềm này, ngân hàng câu hỏi đã được bố trí sẵn. Nhiệm vụ của điều tra viên chỉ cần khai thác và điền thông tin đầy đủ. Nhờ đó công tác điều tra được nhanh lẹ hơn. Khi áp dụng công nghệ thông tin thì các cái mẫu biểu rồi trên máy thì mình làm thực hiện nó nhanh hơn. Khi mình nhập vào dữ liệu mà những cái thông tin nào sai thì máy sẽ kịp thời báo cáo để chúng ta kịp thời chỉnh sửa ngay cái vị trí mà mình đưa theo thông tin nó không trùng khớp. Sau khi điều tra, thông tin sẽ được điều tra viên truyền về hệ thống được giám sát qua 3 cấp gồm cấp huyện, cấp tỉnh và trung ương. Bước đột phá trong ứng dụng phần mềm Capi giúp các cấp quản lý rút ngắn thời gian phân tích, xử lý dữ liệu và có thể ngồi tại chỗ thực hiện kiểm soát, giám sát lộ trình điều tra. Thì hiện nay là tổng cục thống kê là sử dụng các cái cơ quan của Việt Nam viết chương trình này nên là việc là dò dỉ thông tin sẽ không có. Cái thứ hai là cái việc thực hiện điều tra chỉ phục vụ cho việc tổng hợp số liệu. Tất cả thông tin sẽ được bảo mật trong quá trình tổng hợp và không được dò dỉ với ngoài. Và chỉ những người điều tra và những người có trách nhiệm mới được vào cái chương trình thông tin. Điều tra dân số và nhà ở năm 2019 có 10 nội dung với 2 nhóm phiếu điều tra là toàn bộ và theo mẫu. Nhóm phiếu điều tra toàn bộ gồm 22 câu hỏi. Đối với nhóm phiếu điều tra theo mẫu lên đến 65 câu hỏi, nhưng chỉ áp dụng cho 9% dân số cả nước. Số lượng câu hỏi khá lớn và nhiều nội dung nên việc áp dụng công nghệ thông tin trong điều tra lần này là một trong 5 đổi mới đột phá phù hợp với xu thế hiện nay.